Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhá. Thì theo rất là nhiều yêu cầu của anh em, hôm nay mình tiếp tục mình làm về con game nông trại Lulu Market này nhá. Con game là FT này. Con này thì mình đã chia sẻ cho các bạn cách đây hơn một tháng rồi nhá. Và link video hướng dẫn các bạn đăng ký cũng như cách chơi chi tiết thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả nhá. Còn hôm nay thì theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ hướng dẫn là các bạn nạp rút ở trên con game này nhá. Ok, còn đây là một con game đường dài nha anh em, nó có rất là nhiều những cái thông tin này, ví dụ như là nó có lộ trình, có đầy đủ thông tin thì các bạn có thể là vào game và các bạn tham khảo nhá. Ok, ở đây thì các bạn muốn tham khảo cái lộ trình của nó ấy, các bạn có thể là vào cái hình quả cầu này nhá, sau đó là các bạn sẽ đi đến trang web nhá. Ở đấy thì các bạn có thể là kiểm tra được đất của các bạn này, cũng như các bạn có thể là stacking này. Và các bạn có thể là nạp rút ở trên đấy nhá. Và con này thì là các bạn sẽ chơi để các bạn kiếm cái đồng game này nhá. Game này thì các bạn có thể là rút về USDT nhá. Còn cái đồng núc này thì các bạn cái đồng núc là cái coin của nó nhá, thì cũng đã được list sàn rồi. Rồi cuối video thì mình sẽ hướng dẫn là anh em có thể là rút cái đồng 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 nắc này nhá. Đồng nắc này. Ngoài ra này thì ở đây các bạn có thể là dùng tiền để các bạn mít đất nhá. Chắc chắn là nếu như các bạn chơi tham gia ở đây thì các bạn sẽ phải mít đất này. Nếu như các bạn muốn mít đất đúng không? Các bạn chọn vào cái mục lưu này. Ở đây thì các bạn có thể là mít được đất SSS này, hoặc SS này, hoặc đất S nhá. Và đất A thì mỗi một lần mít đất thì các bạn sẽ tốn là 100 game nhá. 100 game này thì nó khoảng 100 đô nha anh em. Còn nếu như mít 3 lần thì sẽ tốn là 300 game, tương đương với 300 đô. Và cái đất đất càng hiếm ấy, thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền nhá. Đây, mít đất để có cơ hội SSS kiếm độ hiếm này. Đấy, còn nếu như mà anh em muốn mít đất bằng cái đồng nút ấy thì anh em sẽ quay trở lại đây cho mình này. Anh em chọn là sự kiện mít đất NFT giới hạn đây, các bạn sẽ mít bằng đồng nắc này nhá. Và 1 triệu đồng nắc này thì các bạn sẽ được mít một lần nhá. 3 triệu nắc thì các bạn sẽ mít được 3 lần, và các bạn cũng có thể là có cơ hội nhận cái đồng SSS này, à đất SSS này. Đất SSS này thì các bạn nó cực kỳ giá trị luôn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể là cho thuê nhá. Đất này anh em có thể là cho thuê này, anh em gửi staking để kiếm lãi hàng ngày này, và anh em trồng trồng cấy nhá để kiếm cái đồng nắc và kiếm cái đồng kem. Còn nếu như anh em muốn ăn chắc đúng không? Anh em sẽ mít cho mình cái đất ở đây thì nó chỉ là neo vào B thôi. Và chắc chắn đấy là các bạn sẽ mít một lần mít được mất 50 game, và chắc chắn là các bạn sẽ nhận được đất B này nhá. Còn những cái ở trên đây thì là nó sẽ là ngẫu nhiên nha, có thể là SS hoặc SS hoặc S hoặc là A đấy. Đất S này cũng rất là ngon nha. Đây thì các bạn có thể thấy cái thông số của nó này, dự trữ là SS là dự trữ là 100.000 này, sức tính là 1.500 này, tổng là 1 này. Đấy, các bạn có thể xem đây nhá. Ok, ở đây thì các bạn cũng có thể nạp tiền. Cái này thì các bạn sẽ nạp game qua cái cổng là thanh toán ở trên Google Play nhá. Đây các bạn có thể thấy ở đây, hoặc là anh em có thể nạp bằng USDT. Thì cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em nạp USDT nhá. Ok, còn cái đồng đồng nắc này thì bây giờ các bạn có thể mua bán trao đổi rồi, vì nó đã níp sàn rồi nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Ngoài trồng đây, ngoài trồng hạt ngoài trồng ở đây thì anh em có thể là đây mình sẽ vào kho mình lấy hạt nhá. Anh em trồng nho này thì anh em có thể là tạo tạo rượu luôn nhá. Đấy các bạn có thể thấy này, rất đơn giản thôi. Đây thời gian là sức tính này. Và ở đây trong kho của mình thì cũng đang trữ rất là nhiều nho nhá. Nho thì anh em có thể là bán đây. Mình đã có là 210 lít rượu này, cũng như là 20 kg nho này. Còn cái rượu vàng này và cái nho vàng này thì mình đã bán ra cái đồng gem mà mình đã rút rồi nhá. Đây còn cái hạt giống này thì anh em dùng cho mình. Cũng là dùng thì sẽ là 20 hạt giống nhá. Đấy các bạn có thể là trồng nho đây. Các bạn trồng hết cho mình. Và cái thời gian thu hoạch của nó ấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là trồng nho vàng nhé. Cái nho bình thường ấy, đây là cái vòng quay rồi,
mình sẽ bỏ qua cái vòng quay này thì anh em sẽ quay bằng cái đồng nắc nhá. Từ tí mình sẽ hướng dẫn sau. Các bạn có thể là quay bằng cái đồng nắc hoặc quay bằng cái huy hiệu nha. Đấy, đến giờ thu hoạch rồi thì mình sẽ đi làm thu hoạch nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Máy ủi. Thì một lần trồng thì mình sẽ được thu hoạch được là 16 kg nho này và được 480 đồng nắc này nhá. Tiếp tục trồng nha anh em. Rồi còn nếu như cái nho thường này thì anh em sẽ tạo ra rượu thường nha, và bán cái giá trị của nó thì sẽ quy đổi ra cái đồng nắc này. Còn nếu như anh em có cái đồng gem ở đây thì anh em có thể là mua hạt giống vàng và anh em sẽ trồng, đây nó sẽ sang cái chế độ vàng nhá, là anh em sẽ trồng hạt giống vàng và tạo rượu vang vàng thì nó sẽ trị giá hơn nha. Đấy, các bạn có thể thấy máy ủi ủi khá là nhanh. Rồi cái đất A của mình sẽ thu hoạch được ít hơn nên được là 6 kg nhá, và được đào được 114 cái đồng nát này. Ok, đây mình đang chuyển sang chế độ vàng thì sẽ phải dùng nho hạt vàng nhá. Thì các bạn có thể là mua cái hạt giống ở trên đây nhá. Đây, các bạn có thể mua hạt giống ở trên đây. 1 gram bằng một hạt nho vàng này, 10 gram này bằng 10x10. Đấy, và các bạn có thể xem trên đây nhá, những hạt giống ở đây. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể làm nhiệm vụ hàng ngày nhá. Ở đây thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày này. Đấy, nhận này. Ok, bạn có thể thấy cái đồng gem của mình đây nó đang tăng lên nhá. Tiếp tục mình thu hoạch này. Rồi, hôm nay mình thu hoạch khá là ngon này, mình thu hoạch được là 21 kg nho nhá. Đây mình sẽ quay trở lại cái nho thường nhá. Và đây các bạn sẽ vào đây và các bạn tạo rượu nhá. Chai rượu thường này thì các bạn sẽ cần là 350 lít nhá. Và một chai rượu này thì các bạn sẽ bán được là 1 đô nhá. Còn cái chai rượu vang này, chai rượu thứ A này thì các bạn sẽ cần là 10 lít nho vàng nhá, 10 lít rượu vàng, và các bạn sẽ bán được 10 game. Tương tự như vậy thì cái rượu S này cần 100 lít và các bạn cũng sẽ bán được là 100 game nhá. Đấy thì các bạn cứ cày nho để các bạn tạo rượu thôi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo rượu ở đây nhá. Đấy. Ở đây thì mình sẽ cái tạo rượu này thì các bạn sẽ phải chọn là cao hoặc thấp nhá. Nó sẽ theo cái giá của đồng BTC nhá. Ví dụ như đây mình chọn cao này. Đấy. Đang chạy thì bạn có thể thấy đây. Nếu như mà nó cao thì mình sẽ được nhiều rượu hơn, còn nếu như mà nó thấp thì mình sẽ được ít rượu hơn nhá. Ok, nên mình tạo được 5 lít rượu này và 28 đồng nắc này nhá. Đấy thì các bạn có nho ăn thì các bạn cứ cứ vào các bạn tạo rượu thôi, để các bạn lấy đồng nắc này và lấy rượu để các bạn bán ra đồng gem này nhá. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ nhận được nhiệm vụ nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em đi rút rút tiền nhá, nạp rút ở trên con game này và hướng dẫn anh em tắc kinh ở trên con game này nhá. Còn cái video hướng dẫn chi tiết thì mình đã ghi ở dưới phần mô tả, các bạn có thể là xem lại video đấy nhá. Và đây là một cái dự án chạy đường dài nên các bạn hoàn toàn có thể là yên tâm tham gia game này nhá. Ok, thì để rút tiền này, anh em có thể là truy cập vào web nha. Đây, anh em thấy cái hình quả cầu đây nhá, anh em click vào đây cho mình này, truy cập vào trang web nha. Rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào hình người nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cái tài sản của tôi này. Ở đây thì các bạn muốn rút game thì các bạn sẽ chọn game nhé. Nếu như muốn rút rút cái đồng nút này thì các bạn sẽ chọn là đồng nút này nhé. Đây rút game này thì anh em sẽ click vào cái ba chấm này. Thì anh em có thể là nạp 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 game ở trên đây cũng được, hoặc là rút ở trên đây nhé. Nếu như nạp thì các bạn chọn vào nạp thì là nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ này. Ở đây các bạn lưu ý những cái địa chỉ này nhá. Thứ nhất là BEP 20 này,
BEP20USDT này và TRC20 nhá. Thì ở đây anh em nên nạp bằng TRC20 để cho phí nó đỡ mất phí nhá. BNB cũng vậy, đồng NOK này cũng vậy nhá. Còn rút thì anh em sẽ chọn mục rút cho mình này. Rút quay ở đây. Và các bạn lưu ý này, phí thủ tục sẽ là 6 game nha anh em. Nhập số tiền là 5 đến 10.000 game. Đấy. Thì ở trên đây các bạn sẽ cần phải có 6 game thì các bạn mới rút được nha. Vì phí của nó thì sẽ mất một game nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ rút cái đồng đồng nút này nha. Đồng nút này thì cũng như con game và con BNB này thôi. Nếu như các bạn muốn rút đồng nút này thì bạn sẽ chọn vào rút coin cho mình nhá. Ở đây thì anh em sẽ lấy cái địa chỉ ở trên phí chút coin net nha. Cái địa chỉ BEP20. Sau đó là anh em nhập số tiền này cũng như là địa chỉ này. Và anh em rút tiền là được nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đây, mình và phí của nó sẽ cần là 3.000 NOK nha anh em. Vì thế nên là mình đang có là 319.000 này. Thì mình sẽ rút là 3.000 10 nha, còn lại thì mình cũng để mua hạt giống các thứ để mình trồng cấy nhá. Ok, đây bạn sẽ chọn rút tiền cho mình nhá. Rút tiền thành công thì bây giờ đợi tiền nó vào tài khoản nha anh em. Trong lúc đợi tiền nó vào tài khoản này thì các bạn có thể tham khảo ở đây, các bạn có thể xem mảnh đất của các bạn nhé. Ở đây thì mình đang có 3 mảnh đất này, mảnh B này và 2 mảnh C nha. Tiếp tục này là cái mục lịch sử giao dịch và thông tin cá nhân, cài đặt an toàn thì các bạn có thể xem đây. Còn nếu như các bạn muốn staking thì các bạn sẽ chọn bên ba gạch này cho mình nhá. Các bạn sẽ chọn vào là staking cho mình này. Ở đây thì anh em có thể là gửi gửi những cái đồng NOK để kiếm kiếm lãi hàng ngày nhá. Và cái mảnh đất này thì anh em cũng gửi vào đây để anh em nhận lãi hàng ngày nhá. Rồi còn đây là cái hộp bí ẩn này, thì các bạn có thể xem những cái hộp bí ẩn là FT này nhá. Các bạn cũng có thể là mua ở trên đây nhá. Ok, thì trong lúc chờ đợi tiền nó về thì mình sẽ hướng dẫn anh em là thêm cái đồng nắc này nhá. Ra bên ngoài phí chất coin net này. Đầu tiên thì anh em sẽ vào phí chất coin net cho mình nhá. Ở đây anh em sẽ chọn ba gạch cho mình này. Đến đây thì anh em sẽ dán cái contract nhá. Contract thì mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả nhá. Ok, sau đó anh em sẽ thêm một cái dấu cộng cho mình này. Ở đây thì anh em sẽ chọn cái mạng lưới này nhá. Thì anh em sẽ chọn cho mình là BNB Smart Chain nhá. Và ở đây thì anh em sẽ dán cái contract mình ghi ở dưới phần mô tả vào. Sau khi mà nó ra cái tên NOK này, ký hiệu là NOK này và số thập phân là 4 này, anh em ghi lại cho mình nhé. Sau khi mà ghi lại thì nó sẽ ra ngoài phí chớp này, thì anh em sẽ click vào đây cho mình, sau đó anh em nhận cho mình nhé. Nhận này. Ok, ở đây thì anh em sẽ sao chép cho mình cái địa chỉ nhé. Và sau khi mà anh em đã nhận cái địa chỉ này thì anh em sẽ quay lại game và anh em rút rút ra thôi, rút cái đồng nắc này ra thôi. Và anh em có thể thấy này, cái đồng coin của nó đang đang tăng khá khá là ấn tượng nhá. 3,84 này. Nên con game này nếu như các bạn chơi mình nghĩ rất là ổn nhá. Vì những cái game NFT này lộ trình của nó có lộ trình rồi. Nói chung là những dạng game NFT này nó thường chạy rất là lâu nha anh em. Nên anh em có thể là kiếm tiền ở trên đây. Thứ hai nữa là coin của nó đang níp sàn rồi nên các bạn hoàn toàn có thể là yên tâm nhá. Ok, thì hôm nay mình đã nhận đây, mình đã nhận được là 310 nắc này nha. Nó tương đương với khoảng 27 đô này, 27 đô thì nó bây giờ nó khoảng hơn 600 nghìn nha anh em. Đấy, nên các bạn có thể là chiến con game này cho mình nhá. Con game này con game đường dài nên là các bạn có thể yên tâm các bạn chiến nhá. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom lại quà cho anh em nhá. Video này của mình có 802 lượt bình luận hợp lệ này. Thì mình sẽ chọn ra 7 bạn may mắn để tặng quà nhá. Bạn thứ nhất là bạn Bin này. Bạn thứ hai này, Bảo này. Bạn thứ ba là Quốc Khánh này. Bạn thứ tư là Cova này.
Bạn thứ 5 là MAT này. Bạn thứ 6 là KTTN này. Rồi. Thank you for em ạ. Bài bạn này liên hệ mình để mình tặng quà cho bạn nhé. Anh em muốn nhận quà từ mình, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận quà trên kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé. Bye bye.